Trong này chúng ta có khái niệm về cái môn học, tôi sẽ nói sơ qua về nó, sau đó chúng ta sẽ nói những cái phương tiện thực hiện bản vẽ. Cái phương tiện thực hiện bản vẽ ở chỗ này thì thầy đã gửi qua một phần ở trên cái Zalo cho các em rồi, thì nó có giấy, nó có viết chì, nó có thước kẻ, eke, vân vân, thì đã gửi mẫu cho các em đó. Thì đó là chính là cái phương tiện mà chúng ta thực hiện bản vẽ. Rồi sau đó thì chúng ta đến cái phần chính là cái tiêu chuẩn trình bày cho bản vẽ. Tiêu chuẩn trình bày thì mình sẽ nói về tiêu chuẩn về khổ giấy, tiêu chuẩn về kích thước, tiêu chuẩn về chữ viết là chúng ta trình bày như thế nào, và cái việc cuối cùng là chúng ta ghi kích thước như thế nào. Như vậy nó có bốn mục chính, và cuối chương thì mình sẽ có giao luôn cái bài tập áp dụng về nhà để chúng ta làm. Thì đầu tiên thì chúng ta nói về cái khái niệm, về cái môn học. Cho tôi đi giao tiếp với các em một chút, các em vẫn nhìn thấy bình thường cái slide chuyển động chưa? Có, thấy nè. Thấy rồi. Rồi, ok, cảm ơn các em. Rồi, trong quá trình học, nó có thể trường hợp nó bị ao ra ngoài thì các em nhớ nhắn cho thầy qua bên Zalo, tại vì có những lúc mạng nó thế này, mạng nó thế kia thì mình không biết được nó thế nào nha. Rồi, chúng ta có cái khái niệm về môn học. Ở đây hãy nhìn vào trên slide của thầy, tôi có một cái đối tượng màu xanh đó. Tôi có một cái đối tượng màu xanh đó. Thì bây giờ tôi yêu cầu rằng là hãy mô tả lại cho tôi đối tượng đó bằng lời. Thì chúng ta sẽ mô tả nó thế nào? Và các bạn nhớ thầy rằng là trước khi mà mình mô tả một cái đối tượng nào đó, đối tượng đây có thể là cây, cảnh, là vật và là người. Thì cái công việc mà mô tả ở chỗ này ấy, thì đầu tiên mình phải mô tả về hình dáng nó trước. Nó giống cái gì? Nó là nó giống cái gì? Giống cái gì? Giống đối tượng nào? Đúng không nào? Rồi, sau khi có người đối diện mình mà mình hiểu được đó là cái gì, thì sau đó mình sẽ mô tả về kích thước của nó. Người ta luôn nói là hình dáng, hãy nói về hình dáng và kích thước. Thì bây giờ nếu như nhìn vào đây, có một số bạn ở các lớp trước ý, thì khi mà thầy dạy người ta bảo rằng cái này giống cái máy ảnh. Có giống máy ảnh hay không? Có nhiều bạn lại nói là nó giống cái kẹp của cái chốt cửa nhà em. Cái mà nó có cái sọ để mà sọ cái chốt qua đấy, để đóng cửa lại đấy, giống cái đấy. Có nhiều bạn thì nó lại nói là nó giống cái gối đỡ trục để mà quay cái chi tiết quay. Có nhiều bạn thì lại hình dung là như vậy, thì đó là hình dáng của nó. Tuy nhiên thì thực sự rằng thì nói chung chung như vậy thì rất là khó, rất là khó, rất là khó. Mặc dù ở đây chúng ta dùng cái ngôn ngữ, chúng ta dùng ngôn ngữ là lời nói, thì nói về ngôn ngữ ở đây này, với thầy và em ở đây chúng ta đang giao tiếp với nhau qua một ngôn ngữ là lời nói. Chúng ta nói chuyện với nhau bởi vì chúng ta hiểu tiếng của nhau. Nhưng đối với một người nước ngoài mà chúng ta không biết tiếng của họ thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng một cái ngôn ngữ được gọi là ngôn ngữ về hình thể. Làm sao mà chúng ta truyền đạt được? Còn ở trong cái vẽ kỹ thuật ở chỗ này ấy, khi mà chúng ta dùng ngôn ngữ về lời nói thấy khó diễn đạt, hình thể lại càng khó. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào mà ta truyền đạt được cho người khác hiểu? Bây giờ thời gian này chúng ta còn không gặp nhau, chúng ta online như thế này, nếu những bạn không đi học thì hỏi hôm nay ông thầy dạy về cái gì, ông thầy ông cho một cái đối tượng bắt tụi mình phải mô tả về nó, bây giờ đối tượng nó như thế nào? Suy nghĩ một lúc thì thấy nó rất là khó. Nó rất là khó. Rồi chưa kể về đặc điểm của nó nhỉ. Đặc điểm của nó này, nó có hai lỗ ở phía đối diện hai bên và lỗ nhô lên ở vị trí giữa, có phần lỗ nhô lên. Ôi, nói vậy thì rất là khó. Vậy chúng ta hiểu một điều rằng ngôn từ rất khó để mà diễn tả được toàn bộ về kích thước, hình dáng và đặc điểm của đối tượng một cách chính xác và đầy đủ nhất. Một cách chính xác và đầy đủ nhất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giải quyết được cái vấn đề đấy? Bây giờ chúng ta nói rằng là gì, ngôn từ chúng ta có những cái mà chúng ta dùng nói với nhau mà nó không hiểu được, mà chúng ta cùng một cái cha mẹ sinh ra mà chúng ta cũng không hiểu được lời nói của nhau, vậy thì làm thế nào để khắc phục được nó? Thì trong cái giới kỹ thuật ấy, thì người ta đưa ra một cái ngôn ngữ nữa, một cái ngôn ngữ mình gọi là ngôn ngữ thứ ba trong vẽ kỹ thuật, được gọi là ngôn ngữ đồ họa ứng dụng trong vẽ kỹ thuật. Thì cái ngôn ngữ này ấy,
nó không dùng lời nói, nó không dùng cái chân tay để chúng ta diễn đạt, hình thể để chúng ta diễn đạt, mà chúng ta diễn đạt bằng các đường nét. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thể hiện cái chi tiết đó ra trên những tờ giấy mà người ta gọi là bản vẽ kỹ thuật. Và người khác có cùng tiếng nói hay là khác tiếng nói, hay là bất kỳ một nước nào ở trên thế giới, không cần nói tiếng nói của mình cũng có thể hiểu được. Thì cái ngôn ngữ đó được gọi là ngôn ngữ ứng dụng trong kỹ thuật. Và thông qua các bản vẽ được gọi là bản vẽ kỹ thuật. Và môn này là môn chúng ta ứng dụng những cái công cụ hỗ trợ, chính là thước kẻ, ke bút chì, compa đó, để thực hiện những bản vẽ kỹ thuật, để làm thế nào cho người khác hiểu được mình đang làm gì. Thì đó là nội dung của môn học nha. Và ở đây đã nói là đã vẽ thì nó phải có đường nét, đúng không nào? Đường nét ở đây thì chúng ta thể hiện các bằng các mặt, bằng các cạnh và bằng các đường bao. Và chúng ta lưu ý này, về nguyên tắc khi vẽ là chúng ta cứ qua hai điểm thì chúng ta đã vẽ được một đường thẳng, qua ba điểm không thẳng hàng thì chúng ta vẽ được một mặt, và qua nhiều điểm mà không thẳng hàng thì chúng ta có thể vẽ được khối, đúng chưa nào? Thì đó là cái nguyên tắc của cái toán học. Thì như vậy bạn biết rằng đồ họa được biết đến như là vẽ hay là vẽ kỹ thuật, và một bản vẽ thì được tạo ra bằng tay, bằng dụng cụ vẽ và bằng máy tính. Thì rõ ràng môn này thì chúng ta dùng bằng tay rồi, đúng chưa? Thứ hai nữa là gì? Có sự trợ giúp của công cụ vẽ để giúp bản vẽ chính xác hơn. Còn cái thứ ba là máy tính, thì chúng ta sẽ học qua hai cái môn nữa. Một là tin học ứng dụng trong ngành cơ khí, để chúng ta vẽ 2D bằng một nền AutoCAD. Ba, chúng ta học một môn nữa là ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế cơ khí, chính là học phần mềm SolidWorks. Mấy năm trước thì trường mình học bên NX, bên phần mềm NX đấy. Và đến cái năm nay thì chúng ta chuyển sang SolidWorks, đúng không nào? Là một phần mềm thiết kế 3D. Thì chúng ta lưu ý thì chúng ta sẽ học cả hai môn đấy. Và tôi hy vọng rằng sẽ gặp lại các bạn trong tiếp hai môn đó tiếp theo. Rồi, vậy thì chúng ta tìm hiểu rõ thêm về vẽ này. Vẽ thì nó có mấy hình thức này. Thứ nhất, vẽ phác thảo bằng tay. Phác thảo có nghĩa là mình chỉ phác thảo sơ bộ đó thôi, phác thảo làm sao cho nó ra được hình dáng của nó thôi. Thì cái ưu điểm của cái thằng này ấy là dù cho người khác hình dung được hình dáng của nó, nhưng cái nhược điểm của nó là kích thước của nó không chính xác, và nó chỉ chính xác về mặt một chút được tương đối, chính xác tương đối. Như vậy là các nét vẽ của mình bạn nhìn thấy nó chỉ mệt ngoạc, và nó chỉ, nhưng mà cũng có một phần là chúng ta đảm bảo được cái phần là nội dung là chúng ta truyền đạt cho người khác là tôi đang muốn vẽ cái gì. Đó thì đó được gọi là người ta gọi là vẽ phác thảo bằng tay. Thì ở trong cái họa sĩ ấy, người ta có nói là về cái ngành của họ được gọi là vẽ mỹ thuật, người ta có gọi là vẽ phác họa, ví dụ như là phác họa chân dung, còn mình gọi là phác thảo chi tiết hay là phác thảo đối tượng. Thì đó là cái ngôn từ của mình, được chưa nào? Thì còn một cái điều mà bật mí nữa là cái môn này có một số bạn ở cấp 3 đã học thì nó gọi là môn công nghệ. Nó là gọi là môn công nghệ, thì những bạn đấy thì có một cái lợi thế rất là lớn trong cái môn này. Bây giờ chúng ta sẽ học nó chuyên sâu hơn một chút so với môn công nghệ ở cấp 3. Còn những cái bạn mà mới học và người ta không lấy cái môn công nghệ ở trong các bạn thì chúng ta sẽ học như là những người mới, đúng không nào? Rồi, cái vẽ thứ hai là vẽ bằng dụng cụ. Đây chính là cái nội dung của mình. Dùng các công cụ để vẽ, đúng không nào? Để vẽ đường thẳng, đường tròn và các đường cong một cách chính xác và rõ ràng nhất. Vì vậy vật thể được vẽ đúng tỷ lệ và đúng kích thước như chúng ta đã thấy. Chúng ta đo bao nhiêu thì chúng ta vẽ bấy nhiêu, chúng ta lưu ý, đúng không nào? Thì vừa chính xác về hình dáng lại vừa chính xác về cái kích thước bằng cách sử dụng các cái công cụ vẽ. Rồi, cái thứ ba nữa chính là vẽ trên máy tính. Thì đây chính là cái học phần vẽ 2D và vẽ 3D trên phần mềm AutoCAD và phần mềm SolidWorks. Đây là hai môn riêng biệt các bạn sẽ học ở phía sau. Vẽ có sự trợ giúp của máy tính, thấy chưa nào? Và một cái định nghĩa về cái môn học này cho chúng ta là bản vẽ kỹ thuật mà chúng ta sẽ thực hiện ở đây là một văn bản để mô tả sản phẩm bằng ngôn ngữ đồ họa và chữ viết trong nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau. Thì cái mức độ của các bạn ở đây ấy
là các bạn nhìn, nhìn giống như cái hình mà bạn đang nhìn thấy, nhìn, quan sát nó. Quan sát nó ở đây lưu ý là quan sát ở nhiều phía và nhiều mặt nha. Thông thường một đối tượng thì chúng ta có này, trước, sau, trái, phải và trên dưới, nó có 6 phía chính thôi, nó có 6 hướng chính thôi nha. Lưu ý này, trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Thì một đối tượng bạn di chuyển 6 lần thì chúng ta sẽ nhận được 6 cái hình ảnh khác nhau của đối tượng. Và bạn sẽ, khi mà bạn sẽ di chuyển nó, bạn sẽ lưu lại trong bộ nhớ của bạn và thực hiện nó trên giấy. Cái nào mà không nhớ thì chúng ta lại nhìn lại cái quá trình. Bạn thấy cái mũi tên, cái mũi tên ở đây thầy để ở đây là nó giao tiếp lại, nó giao tiếp lại trên vị trí chỗ này, không? Ghi nhớ lại và phát họa lại trên giấy, phát thảo lại trên giấy và vẽ chính xác lại trên giấy. Thì cái bản vẽ mà mình sẽ vẽ ở đây chính là bản vẽ kỹ thuật. Thì đấy chính là khái niệm ôm lọc. Cái mà mình cần phải làm chính là tạo ra các bản vẽ kỹ thuật. Được chưa nào? Thì đó là cái phần đầu tiên. Chúng ta nghe rõ không ạ? Cho tôi giao tiếp một chút ạ. Rồi, cảm ơn các em. Rồi, kết thúc một phần thì tôi có một câu hỏi để mà xem. Thứ nhất là kiểm tra xem là cái mạng nó có bị out hay không. Thứ hai, các em theo kịp hay không. Các em, tôi giảng vẫn bình thường chứ ạ? Không nhanh quá đúng không các em? Đúng rồi. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, cái phần thứ hai về cái niệm nọc. Như vậy thì khi chúng ta đưa vào ấy, thì như vậy chúng ta sẽ đưa cái hình chiếu nó. Ở đây chúng ta sẽ đưa vào nó dưới dạng các hình chiếu nha các em. Ví dụ như trong hình này, chúng ta chú ý rằng ở đây này, đối tượng của chúng ta là một đối tượng trong không gian 3 chiều. Hay mình gọi nó, tên gọi nó là một hình chiếu trục đo, hay là một vật thể hình chiếu trục đo. Khi mình đưa vào trên cái bản vẽ của mình thì mình chỉ cần thiết đưa nó với dạng không gian 2 chiều. Đưa làm thế nào mà người khác hiểu được? Ví dụ trong cái hình này tôi chỉ cần có hai hình chiếu là tôi thể hiện được nó, chính là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. À, một số cái ngôn từ các em nghe thầy ơi. Hả? Nghe rõ không ạ? Alo. Rồi được rồi. Được chưa nghe các em? Rồi ok, có gì phản hồi lại. Rồi, ở đây lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện một cái nội dung là chúng ta nhìn cái hình chiếu, nhìn cái hình chiếu trục đo của đối tượng và sau đó chúng ta vẽ lại theo các hướng nhìn của mình. Thì đây chính là cái nội dung thi của mình nha. Đấy, nói luôn sẵn luôn. Thì ở đây này nó có hai cái ngôn ngữ như đã nói này, ngôn ngữ đồ họa chính là mô tả về hình dạng và chủ yếu. Còn cái thứ hai là ngôn ngữ về cái chữ viết ấy, về cái chữ viết thì nó mô tả về kích thước, về cái vị trí và cái đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Thấy chưa nào? Đấy, nó có hai dạng nhé. Bản kỹ thuật được mô tả bằng ngôn ngữ đồ họa chính là hình dáng, chữ viết để mô tả về kích thước như chúng ta thấy. Thấy chưa nào? Đấy, thì đó là bản kỹ thuật. Vậy thì cái phương tiện mà chúng ta phải thực hiện nó là gồm những gì? Thứ nhất là chúng ta phải có giấy vẽ. Giấy thì đưa lên rồi, yêu cầu giấy A4. Được chưa nào? Yêu cầu giấy A4. Tối đa trong này chắc nó khoảng 50 tờ. Có một số bạn đã mua đến một tập giấy, thực chất cũng rất là tốt chứ không vấn đề gì cả. Môn này không hết thì chúng ta còn học môn khác nữa, không có sao. Thứ hai là chúng ta có thêm cái cuộn băng keo. Băng keo, được chưa nào? Cuộn băng keo. Băng keo để làm gì? Để chúng ta cố định bốn cái đầu của tờ giấy vào trên mặt bàn. Bởi vì về nguyên tắc tại sao phải cố định nó? Bởi vì trong lúc các em vẽ, các em thực hiện thao tác vẽ thì tay các em di chuyển, các em quay người thế này, quay người thế kia và các em di chuyển thì em dẫn đến cái sự sai lệch về kích thước. Đấy, dẫn cho đường thẳng nó không có song song hoặc là nó nghiêng, vân vân, nó chỉnh lỗi trên đấy thì chúng ta cần phải có. Tại sao chúng ta phải có cái băng keo, nó là vậy. Cái thứ hai là bút chì. Có hai dạng bút chì nha, lưu ý nha. Một là bút chì HB nha, hai là bút chì 2B. Thì tôi gọi ở chỗ này bút chì 2B chính là cái bút chì mà chúng ta gọt bằng cái gọt bút chì đó. Nên là sử dụng gọt bằng gọt bút chì ấy. Còn cái bút chì kim ấy, bút chì kim ấy, bút chì HB là chúng ta sử dụng trên những cái ngòi bút là nó người ta có bán sẵn. Cái bút chì mà chúng ta gọt bút chì, người ta gọi bút chì 2B để chúng ta vẽ các đường liền đậm, các đường đậm nha, hay nói là các đường đậm liền đậm nha, các đường liền đậm. Còn những cái bút chì kim thì chúng ta dùng để vẽ các đường mảnh,
các đường tâm, các đường dứt chắc, các đường mặt cắt, vân vân. Mỗi người phải trang bị cho mình hai cái bút chì. Lưu ý nha, nếu chỉ có một cái thì chúng ta khó thực hiện. Giả sử chúng ta chỉ có mình bút chì kim, khi chúng ta vẽ đường đậm thì nó sẽ không ra đường đậm. Mà muốn vẽ thành đường đậm thì chúng ta phải mạng cái đường nó phải trên dưới 10 lần thì chúng ta mới ra đường đậm. Nhưng nếu một tờ giấy A4 mỏng cứ mặc đi mặc lại thì chắc chắn rằng nó sẽ bị rách đấy. Còn nếu chỉ có cái bút chì 2B là bút chì cho vẽ các đường đậm ấy, thì chúng ta không vẽ các đường mẵn được. Bởi vì khi vẽ đường đậm thì tất cả đường nét nó giống nhau, thì chúng ta không phân biệt được đâu là đường đậm và đâu là đường mẵn. Chúng ta lưu ý là như vậy. Rồi, cái thứ ba là thước kẻ. Thước thẳng thì chúng ta phải có rồi. Cái thứ tư là thước eke. Eke, đây nó có hai thước eke. Một là thước eke 45 độ là để chúng ta vẽ tam giác cân đấy. Còn một thước eke nó có một góc 30 độ, một góc 60 độ, đúng không? Và đương nhiên góc còn lại phải là một góc 90 độ. Thì thước eke nó là thước tam giác mà, thì tổng tam giác, tổng ba góc tam giác phải bằng 180 độ. Thì bao giờ nó cũng có một góc vuông, trong hai thước eke đó bao giờ cũng có một góc vuông. Một cái như thế là nói thước 45 độ thì nó hai góc là đều 45 độ. Còn một cái thước mà một góc nó 30 độ, một góc 60 độ thì chúng ta cần phải có để chúng ta dựng hình chiếu trục đo. Lưu ý nha. Và comba và cục gôm thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có rồi. Comba và cục gôm chúng ta bắt buộc phải có rồi. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có thước lỗ. Cái thước cong thì chúng ta không cần đâu nha. Thước cong có cũng được, không có chẳng sao. Thước cong thì chúng ta cũng không cần thiết đâu. Còn cái thứ ba là thước lỗ. Thước lỗ đây nó có hai dạng. Một là thước lỗ dạng tròn. Dạng tròn để chúng ta vẽ hình tròn thì thay cho cái comba. Nhưng mà tất nhiên là cái thước lỗ ở chỗ này ấy, nó chỉ có khoảng tầm độ là gì 20-30 cái đường tròn thôi. Còn comba của mình thì mình muốn vẽ với đường kính. Không thấy thầy ơi. Thấy không? Bạn vẫn không thấy à? Một số em khác có thấy không? Một số em khác có thấy không các em? Alo. Em không thấy thầy ơi. Thấy rồi. Vì do mạng ở mỗi nơi nó mỗi khác nhau, các bạn có thể bằng đăng nhập bằng cái mạng của các bạn ở nhà các bạn, hoặc là đăng nhập ở trên 3G thì sóng 3G bao giờ nó cũng yếu hơn. Thì mỗi lần như vậy thì các bạn chịu khó, các bạn thoát ra, bạn ao ra, bạn đăng nhập lại. Tất cả đã thấy chưa? Các bạn có thấy bình thường không? Thấy rồi thầy ơi. Thấy hết chưa? Thấy rồi. Ok các em. Rồi cảm ơn các em. Rồi chúng ta có hai cái thước lỗ. Một là thước lỗ chúng ta vẽ dạng tròn, hai là thước lỗ dạng elip. Được chưa nào? Elip thì chúng ta dùng rất là nhiều nó ở trong cái thằng là gì? Dựng hình chiếu trục đo thì chúng ta dùng nó rất là nhiều. Được chưa nào? Đó thì chúng ta có thể mua. Còn một cái nữa là gì? Cái thước chữ, trước khi chữ mà thầy có chụp ở trên đấy, cái thước chữ đó thì nó hơi khó mua. Nó hơi khó mua. Do đó mà chúng ta chú ý chúng ta tìm nó trong cái tuần này, thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm nó. Đừng mua nó quá nhỏ và cũng đừng mua nó quá lớn nha, lưu ý. Rồi như vậy ở đây này, cái bước mà chúng ta thực hiện ở chỗ này, đối với khi mà chúng ta dùng cái giấy vẽ thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị để đặt trên cái giấy vẽ đó trên một cái mặt bàn nha. Cái mặt bàn của các em có thể là các em ở trên nhà các em có những cái bàn gấp hoặc là bàn ngồi trên ghế thì tùy, nhưng phải đặt nó ở trên tấm bản phẳng. Rồi sau đó chúng ta là gì, cố định bốn đầu nó lại như các em đã thấy, cố định bốn đầu bằng cái băng keo. Cái việc cố định ở đây như thầy đã giải thích là nó giúp cho việc là chúng ta vẽ nó chính xác. Bởi vì khi em vẽ thì em quay tay hướng này, quay tay hướng kia, rồi em quay người hướng này, em quay hướng kia thì dẫn đến việc rách giấy. Cái việc cố định nó lại thì dẫn cho tờ giấy là luôn luôn cố định. Và sau khi mà vẽ xong bản vẽ đó, em chỉ việc tháo băng keo và lấy kéo cắt bỏ đi cái phần thừa của băng keo đó là xong.
Được chưa nào? Đấy. Thì đó là về cái giấy vẽ. Rồi về bút chì thì chúng ta nhắc nhở thôi. Bút chì thì nói rồi. Một cái nhắc nhở chung là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho cái bút chì đó. Tại sao phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ? Bởi vì trên cái bút chì, cái ruột bút chì là nó là dạng than hoạt tính, không? Thì nó có thể gây ra, khi mà các em vẽ thì nó có thể dây lên cái đầu ngón tay của các em, và các em lại dùng cái đầu ngón tay đó em bôi lên trên cái tờ giấy, dẫn đến là gì, nó dơ. Thì tuyệt đối giữ vệ sinh, điều này chỉ nhắc nhở thôi, kể cả compa cũng vậy. Chúng ta biết cách sử dụng compa, tất cả ở đây chúng ta đều phải biết rồi, phải không nào? Đấy, compa thì chúng ta có thể, chúng ta quay đường tròn, chúng ta đo khoảng cách, đúng không? Đo khoảng cách trực tiếp bằng compa, được chưa nào? Rồi, và sau đó chúng ta vẽ đường tròn thì chúng ta biết rồi, chúng ta biết rồi, phải không nào? Đấy. Và công dụng chức năng của một số cái đối tượng thì như thế, nói thước thẳng và các dạng thước tam giác thì chúng ta có thể vẽ, dùng để vẽ đường thẳng, còn compa và thước tròn thì chúng ta vẽ đường tròn, chúng ta vẽ cung tròn, thì đó là những cái chức năng của cái dụng cụ mà chúng ta dùng để chúng ta vẽ. Rồi một số cách dụng cụ đúng sai như thầy đã nói rồi, hãy giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Để sạch sẽ và không bị nhây ra thì tốt nhất mỗi em nên mua một cái bìa sơ mi. Sau khi chúng ta cho tất cả các giấy A4 vào trong cái bìa sơ mi đó thì nó luôn luôn giữ được cái giấy A4 nó phẳng phiu. Biết đâu rằng 1-2 tuần nữa hay là dịch nó được kiểm soát thì chúng ta gặp nhau, thì chúng ta lại gặp nhau, chúng ta sẽ học trực tiếp nó ở trên lớp, thì chúng ta phải nộp những cái bài đó. Còn ở đây online thì chúng ta chụp hình nó, nhưng mà chụp hình nó thì phải để nó phẳng phiu, nó sạch sẽ. Điểm càng cao thì dành cho những bạn là càng giữ sạch sẽ, phẳng phiu và vẽ đúng. Đấy, chúng ta lưu ý là như vậy nha. Đó là cách sử dụng cụ và trình tự, và chúng ta thực hiện một cái bản vẽ như thế nào. Ở đây là một cái ví dụ, như là chúng ta nhìn thấy cái phần của cái màu xám xám đó, màu của màu vân cổ đó, thì tưởng tượng đó là cái mặt bàn, và chúng ta có cái thước chữ T nha, cái thước chữ T đấy, chúng ta thấy thước chữ T chưa? À, và đó, bước đầu tiên là chúng ta chuẩn bị là chúng ta đưa tờ giấy A4 vào trong cái mặt bàn đó, cố định lại. À, và sau đó là chúng ta có thể vẽ, dùng bút chì kim này. Ví dụ ở đây tôi vẽ một hình chữ nhật, tôi dùng bút chì kim, tôi phát họa nó trước. Đấy, cái thước chữ T đó nó có chức năng là nó trượt dọc theo bên hông của cái bàn nha, giúp cho cái việc mà vẽ cái đường thẳng song song nó chính xác. Rồi, đấy, thước tam giác đặt trên thước chữ T và trượt trên thước chữ T cho phép mình vẽ các đường vuông góc chính xác. Đấy. Rồi sau đó là tôi dùng bút chì 2B, tôi tô đậm lại. Ở đây là tô đậm mô tả thôi nha, chứ còn nếu như ở ngoài là các em phải dùng thước, chứ các em không được dùng tay các em vẽ mạc lại đâu nha. Rồi, và cuối cùng là mình ghi kích thước nó vào, ghi kích thước. Đó là hình dáng, còn bây giờ đặt đến kích thước nha. Đây, và ghi tên của chi tiết đó là gì, được chưa nào? Và cuối cùng nhiệm vụ của mình là mình tẩy bớt đi cái phần thừa đi. Rồi, thì đấy là một bước mà chúng ta chuẩn bị cho đến lúc chúng ta thực hiện bản vẽ, thì tất cả các em đều phải thực hiện cái vấn đề đấy. Đúng không? Thì các em nhìn sơ qua trên vị trí chỗ này, cái trình tự mà chúng ta thực hiện bản vẽ như vậy là cái tờ giấy A4 của mình nằm ở giữa, và cái không gian vẽ của mình thì nằm hoàn toàn ở phía trong nhé, hoàn toàn ở phía trong. Ở đây này, cái phần đường viền phía ngoài đây người ta gọi là khung bản vẽ, được chưa nào? Để chúng ta xác định cái khung bản vẽ này lát nữa thì chúng ta sẽ nói đến, phải không nào? Còn cái phần này là phần ngoài cái mép của tờ giấy, lưu ý nhé, mép tờ giấy, còn cái này là khung bản vẽ. Chúng ta phải xác định cái vị trí của khung bản vẽ này ở vị trí chỗ này, còn dưới này là cái khung tên, dưới này là cái khung tên, còn cái vùng làm việc của mình nằm ở vị trí chỗ này hết toàn bộ, được chưa nào? À, đó là trình tự chúng ta thực hiện bản vẽ. Cái thứ ba, bây giờ mới đến trình bày về cái tiêu chuẩn hóa trình bày bản vẽ. À, cho tôi giao tiếp lại một chút, các em vẫn nghe rõ chưa?
Đó thầy ơi, đó, okay. đó. Các em có nhìn thấy hình chuyển động, các em có nhìn thấy hình chuyển động trên cái màn hình của các em không ạ? Dạ có. Rồi, ok, cảm ơn các em. Rồi, cái phần thứ ba, cái phần thứ ba ở trên vị trí chỗ này là mình nói đến cái tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, tiêu chuẩn hóa trình bày bản vẽ. Thì mình hiểu này, tiêu chuẩn hóa là gì? Là những cái việc mà người ta đề ra những quy định, những cái mẫu mực phải theo cho các sản phẩm của mình. Nôm na như thế này này, ở đây trường chúng ta có hai cái đánh giá tiểu mà chúng ta đang tham gia, đó là cái QS. Và trường chúng ta đã vừa rồi đã lên 4 sao đấy. Và một cái đánh giá thứ hai là AUNQA. AUNQA thì đó là tổ chức của Đông Nam Á. Thì bây giờ trường mình muốn được 4 sao hay là 5 sao gì đó thì trường mình phải đạt được những cái tiêu chí do cái tổ chức đã đặt ra. Hay bên tổ chức AUNQA người ta sẽ có những cái tiêu chí đặt ra, ví dụ như là số lượng giảng viên trên số lượng sinh viên phải là bao nhiêu, cơ sở hạ tầng phải là bao nhiêu, thì đó là những cái tiêu chí người ta đặt ra. Trường mình đạt được những cái tiêu chí đó thì mình người ta vào người ta kiểm định, nếu đạt ok thì người ta sẽ cấp cho mình cái giấy để chứng nhận đạt chuẩn theo tổ chức của họ. Được chưa nào? Thì ở trong vẽ kỹ thuật ở trên vị trí chỗ này này, mình cũng có những cái tiêu chuẩn mình đề ra thì mình cũng phải theo. Và tiêu chuẩn này do nhà nước mình đặt ra chứ không phải là do bất kỳ một thầy cô hay là do một cái doanh nghiệp chẳng bất nào đặt ra đâu nha. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dùng để cho sản xuất, tiêu dùng, dùng để cho giao lưu quốc tế. Phải nào? Bởi vì tiêu chuẩn này không phải là mình vẽ ra để mình hiểu, không phải vẽ ra để mình cho thầy cô mình hiểu, không phải vẽ ra để cho cái bạn bè mình hiểu, mà vẽ ra để cho tất cả mọi người ở trên thế giới đều hiểu được, mặc dù không cần phải sử dụng đến cái ngôn ngữ là lời nói. Được chưa nào? Chúng ta lưu ý. Rồi, vậy thì ở đây ấy, nói về cái tiêu chuẩn ấy, thì mỗi nước ấy, thì nó có một cái tiêu chuẩn riêng. Ở Việt Nam ấy, bạn thấy là bất kỳ một trên một cái sản phẩm nào đều có chữ TCVN. Chữ TCVN đó là viết tắt của chữ tiêu chuẩn Việt Nam. Được chưa nào? Ví dụ như ở nước Mỹ thì người ta có cái mã của nó là NC. Japan, Nhật thì nó cái mã tiêu chuẩn của nó là GES. Phải không nào? Tương tự như vậy, Đức của Australia, của Anh, và một cái tiêu chuẩn mà mình cũng thường thấy mà Việt Nam của mình hay theo và tất cả các nước hay theo là tiêu chuẩn người ta gọi là ISO, đó là tiêu chuẩn quốc tế. Đã gọi là tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chuẩn dùng cho toàn bộ quốc tế. Còn tiêu chuẩn của Việt Nam ví dụ như chỉ dùng cho Việt Nam mình. Tiêu chuẩn của Mỹ thì tiêu chuẩn của nước họ. Đúng không nào? Hay Nhật, Anh, Pháp, Đức vân vân thì đó là những tiêu chuẩn dành cho nước họ. Đấy là những cái tiêu chuẩn riêng, cái mã riêng. Còn khi mà học về kỹ thuật của chúng ta ấy, thì chúng ta có những cái tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn về kích thước, về hình dạng của giấy, tiêu chuẩn về đường nét, tiêu chuẩn về chữ và số, tiêu chuẩn về tỷ lệ, tiêu chuẩn về ký hiệu vật liệu, tiêu chuẩn về kích thước, tiêu chuẩn về các phép chiếu và tiêu chuẩn các hình biểu diễn, vân 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 vân, rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy. Và bạn sẽ thấy rằng cái chữ TCVN nó bao giờ nó đi đầu, và sau đó là những cái con số biểu thị cho các mã tiêu chuẩn cho từng phần riêng. Thế nào? Đấy, vậy thì chúng ta đến cái tiêu chuẩn thứ nhất là tiêu chuẩn dành cho vẽ kỹ thuật là khổ giấy. Kích thước của định dạng khổ giấy, tiêu chuẩn dùng cho vẽ kỹ thuật thì nó có 5 dạng khổ giấy, từ A0 cho đến A4, trong đó A4 là nhỏ nhất. Yeah, A4 là nhỏ nhất. Thì mình đang dùng cái khổ giấy A4 dùng cho môn này, tất cả thi cử cuối kỳ, giữa kỳ và bài tập đều dùng A4 hết toàn bộ. Còn A0 và A1 thì chúng ta sẽ dùng nó trong cái đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp, thì chúng ta sẽ dùng hai cái đó. Thấy chưa nào? Thì ở đây mình nhìn thấy tất cả đơn vị ở đây đều là mm nha, và A4 kích thước của nó là 210 và 297. Thì các bạn chú ý cho thầy, tất cả kích thước mình đọc ở đây đều theo cái tiêu chuẩn của kích thước của kỹ thuật thì đều có đơn vị là mm nha. Đều có đơn vị là mm, chúng ta lưu ý nha. Thì cái chữ 210, 297, bạn nếu như bạn nào mà mua nguyên cả tập giấy A4 thì bạn chỉ nhìn vào cái tập giấy đó thì chữ 297, 210 nó sẽ có ở trên đấy. Và giải thích luôn này, trong cổ giấy A4 ấy, thì nó có hai kiểu cổ giấy, kiểu X và kiểu Y. Ví dụ như người A4 người ta đặt là 210, 297 thì X trước Y sau, ví dụ X là bằng 210, Y là 297, thì đây là một cổ giấy theo kiểu thẳng đứng, bởi vì X nhỏ hơn Y. Còn nếu người ta đọc là 297, 210 thì hiểu rằng X khi đó là 297, Y là 210 thì đó là khổ giấy nằm ngang.
Đấy, chúng ta lưu ý nha. Và kích thước này bạn thấy từ A4 thì nó nhỏ so với gấp đôi so với A3, thì tương tự A3 thì nhỏ đôi so với A2, A2 nhỏ đôi so với A1 và A1 nhỏ đôi so với A0. Đấy là những kích thước tiêu chuẩn cho cái khổ giấy. Rồi, thì như vậy chúng ta có hai cái kiểu như thầy đã nói, kiểu X và kiểu Y. Thì cái vùng ở vị trí chỗ này chính là khung của bản vẽ. Khung của bản vẽ. Còn cái phần phía dưới ở chỗ này là khung tên. Và cái phần ở phần nằm ở phía trong thì người ta gọi là không gian vẽ. Không gian vẽ tính là nơi bạn thực hiện các bản vẽ kỹ thuật. Còn khung của bản vẽ là để xác định cái ranh giới vẽ. Khung tên là để xác định là người nào là người vẽ, ai là người vẽ, ai là người kiểm tra, là cái nơi mà sản xuất cho cái đối tượng đó ở đâu. Ví dụ như là mình học ở trường thì phải ghi tên trường, tên lớp và tên mã số sinh viên để thầy cô biết ra cái đó là bạn đang học ở trường đó, bạn đang học ở lớp đó và mã số sinh viên của bạn là như vậy. Và thứ hai nữa là bạn phải biết được tên của chi tiết đó là gì. Ví dụ bạn vẽ cái bánh răng, bạn vẽ cái bàn, cái ghế, cái nắp, đúng không, cái nắp, đúng không nào, cái bệ, đúng không nào, vân vân, nó là cái gì, và tỷ lệ bản vẽ đó là bao nhiêu, và số lượng hay là của mỗi cái đối tượng nó là bao nhiêu, và vật liệu chế tạo nó là gì, là nhôm, là đồng, là thép, là gan, là nhựa, vân vân, thì chúng ta phải trình bày nó ra hết trong đó. À, thì đó là kiểu X. Còn bên này là kiểu Y. Kiểu Y tương tự như vậy. Và bạn nhớ rằng này, cho thầy này, cái khung tên của mình bao giờ cũng nằm ở phía góc bên phải của bản vẽ nha, và nằm ở góc dưới cùng phía bên phải. Đấy là theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Và mình định luôn kích thước của XY nha, kích thước của cái phần vị trí của XY. À, và cái kích thước cho cái khung bản vẽ, nếu như mình gọi cái thằng này nó là C và D thì tính từ cái mép của tờ giấy đi vào phía ngoài về cái phần C, bạn có thể lấy cho thầy từ 5 cho đến 10 phần C nha. Còn phần D thì bạn lấy cho thầy nó bằng 20. Tại sao lại bằng 20? Như đã giải thích, nó dùng để chúng ta còn đóng tập. Được chưa? Còn nếu chúng ta không đóng tập thì chúng ta có thể vẽ nó tất cả nó đều bằng 5 hoặc là đều bằng 10. Thì đây cũng chính là cái nhiệm vụ đầu tiên của các bạn. Thì sau buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 bài tập. Thì trước khi thực hiện bài tập thì bạn phải vẽ cho thầy cái khung của bạn vẽ trước theo kích thước như các bạn thấy ở đây. À, theo kích thước ở đây nha, lưu ý nha. Mỗi một cái tờ giấy thì bạn phải kẻ cái khung của bạn vẽ theo đúng kích thước của thầy. Như thầy nhắc lại rằng cái C, cái kích thước C các bạn có thể lấy nó từ 5 cho đến 10. Nếu lấy bằng 5 thì tất cả đều bằng 5, nếu lấy 10 thì tất cả đều bằng 10. Còn cái D bắt buộc phải để cố định nó bằng 20. Thấy chưa nào? Tùy. Rồi, còn đây là cái kích thước cho bản vẽ chế tạo, chính là kích thước cho cái khung tên. Cái khung tên này như đã nói rằng đây là cái phần, cái chính là cái phần nằm ở cái phía góc này và góc này. Được chưa nào? Cái góc bên phải dưới cùng thì kích thước của nó nằm ở đây. Kích thước của nó nằm ở đây. Ở phần này nó có người vẽ là ghi tên của các bạn. Còn phần vị trí bên hông này chính là người vẽ. À xin lỗi, chính là ngày vẽ, ngày các bạn thực hiện bản vẽ đó, ngày bao nhiêu. Ví dụ ngày hôm nay 11 tháng 3 năm 2020. Còn kiểm tra là game ghi tên của thầy Nguyễn Trường Giang. Rồi, còn cái này là ngày để thầy kiểm tra nó, đúng không nào? Còn dưới này chúng ta để trường, khoa, lớp, mã số sinh viên. Còn nếu sau khi chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ điền cái này là tên của công ty của chúng ta đi làm mà chúng ta làm việc. Còn ở đây là tên của chi tiết máy. Tên chi tiết máy ở đây là tên chi tiết máy đó tên là gì? Ví dụ như là cái bánh răng, cái trục, cái bàn, cái ghế, cái song, cái nồi, vân vân, thì chúng ta điền vào đây, định danh chính xác tên của nó. Còn tên đây là tên vật liệu. Vật liệu là bạn học vật liệu cơ khí rồi. Thì bốn loại chính chúng ta thấy này: thép, gan, nhôm, đồng, nhựa. Nhưng mà lưu ý nha, đối với mỗi loại thép thì nó lại có những mắt thép nó khác nhau. Ví dụ thép carbon, thép hợp kim. Đấy, thì chúng ta phải điền chính xác là vào, ví dụ C45, tên vật liệu thép C45, tên vật liệu gang xám 1532, tên vật liệu gang dẻo 4060, điền chính xác nó vào. Đúng không? Điền chính xác nó vào. Rồi bên này là tỷ lệ. Tỷ lệ
là cái phần bạn xác định xem cái đối tượng đó bạn vẽ theo tỷ lệ nào. 1-1, 2-1, 1-2, 3-1, 1-3, phóng to hay là thu nhỏ thì điền vào đây. Điền vào đây và cái số lượng của cái bản vẽ đó, cái chi tiết đó định làm nó là bao nhiêu. À, hoặc là bài số này là bài số mấy. Nếu như trong trường học thì chúng ta dùng bài số, nhưng mà khi sau này chúng ta ra làm thì chúng ta sẽ để là số lượng cần làm cho chi tiết đó là bao nhiêu. À, 5 chi tiết, 7 chi tiết, 10 chi tiết để người thợ người ta gia công, người ta biết làm, người ta biết lắp, đúng không nào? Đó là cái khung tên. Rồi, đó là còn phần thứ hai, phần thứ tư thì nó chính là cái phần đường nét. Ở đây này, trên đường nét khi chúng ta thực hiện vẽ thì chúng ta có những đường nét liền đậm, liền mảnh, chấm gạch, lượn sóng, nét đứt vân vân. Thì bạn lưu ý này, nếu như mình cái bề rộng của đường nét thì mình gọi là B ở đây ấy. B bạn chú ý nó từ 0,18 cho đến 2 mm, cho đó tất cả những đường liền đậm bạn vẽ bằng bút chì 2B. Thấy chưa? Cái bút chì mà bạn gọt được bằng cục gôm, bạn gọt được bằng cái gọt bút chì đó thì vẽ dùng để vẽ nét liền đậm. Còn những đường còn lại bạn sử dụng bút chì kim bạn vẽ. Lưu ý cho thầy nha. Rồi, đó là đường nét. Cái phần này cũng có trình bày rất là rõ ở trong cái bài giảng, rất rõ ở trong cái giáo trình. Thì các bạn quên thì các bạn có thể mở lên các bạn xem đó. Rồi, ví dụ như trong đường nét, trong cái chi tiết ở chỗ này, ví dụ mình đặt nó là A, B, C, D, E, F thì A ở đây thì phải là các đường liền đậm. Đường liền đậm để biểu thị gì? Để biểu thị các đường bao của chi tiết. Các đường nhìn thấy, các đường liền đậm là các đường thể hiện các đường bao của chi tiết. Đường bao thông thường, đường bao ở đây là bao hình cho chi tiết, tức là bao thể hiện chiều dài, chiều rộng, chiều cao của chi tiết thì gọi là bao hình. Thì chúng ta sử dụng các đường liền đậm. Còn tất cả những đường khác, đường B, các đường liền mảnh chính là cái đường mặt cắt. Đường C, đường lượn sóng như chúng ta thấy. D là cái đường zigzag. Riêng cái đường D ở chỗ này các bạn vẽ về xây dựng thì chúng ta mới dùng đến nó. Còn cơ khí thì chúng ta rất ít chúng ta sử dụng đến cái đường D thì chú ý chiều này. Còn tất cả những đường còn lại thì chúng ta thường xuyên sử dụng. Rồi E là đường nét đứt. Nét đứt hay là gọi là cái đường nét khuất là để thể hiện những cái đường mà chúng ta không nhìn thấy, đúng không? Ở phía nó nằm ở phía bên trong mà được che bởi đi một cái thành, đúng không? Mà chúng ta không nhìn thấy được nó, đó nào? À, thì chúng ta thể hiện nó bằng đường nét khuất. Rồi các nét chấm gạch mảnh, đường G thì ở đây đường G chính là các đường tâm. Cái đường chấm gạch, một gạch dài một gạch ngắn, cái tỷ lệ của nó có trình bày ở trong cái bài giảng, chúng ta chú ý nha, tỷ lệ của nó trình bày gạch viết bao nhiêu, nó có trình bày ở trong cái bài giảng mà thầy gửi đó. Rồi và cuối cùng là nét hai chấm gạch để đường K, phải không nào? Rồi, chúng ta chú ý nha. Rồi và một số cái quy ước cho nó này, thì cái quy ước này chúng ta này, thứ tự ưu tiên của các nét mà khi chúng ta vẽ chồng lỡ may có cái đường nét nó chồng lên nhau thì phải ưu tiên là nét liền đậm trước, sau đó là nét đứt, nét chấm gạch và nét mảnh. Có nghĩa là nếu bốn cái nét này mà trùng nhau thì chúng ta ưu tiên nét liền đậm đầu tiên. Nếu trong bốn cái nét đó mà nó không có nét liền đậm thì chúng ta đến cái nét đứt. Nếu không có nét đứt thì nó chỉ có hai đường là nét chấm gạch và nét mảnh thì chúng ta ưu tiên nét chấm gạch. Đấy, chúng ta lưu ý là như vậy, đó là thứ tự ưu tiên của nó. Còn đối với nét đứt nằm trên đường kéo dài của nét liền thì ở chỗ nối tiếp thì chúng ta để hở. Còn các trường hợp khác, các đường nét khác thì nó phải cắt nhau và chạm vào nhau. Thì chúng ta lưu ý hai trục vuông góc của các đường tròn phải vẽ bằng nét cách chấm mảnh và phải giao nhau tại hai nét gạch. Thì cái phần số 3 này chủ yếu là chúng ta vẽ cái đường tâm. Và nét gạch chấm thì phải được bắt đầu và kết thúc bởi nét gạch. Thì ở đây có cái mô tả cho những cái mà chúng ta vừa nói đến đó. Những trường hợp mà chúng ta đúng hay là trường hợp chúng ta sai thì chúng ta có thể thêm kỹ ở trên cái bài giảng và trên giáo trình của thầy. Rồi và vẫn một cái nhắc nhở nữa lại về cái đường nét, lưu ý nha. Đường nét liền đậm mà chúng ta vẽ khung bản vẽ, khung tên, đường bao thấy, giao tuyến thấy, lưu ý, nói chung tóm lại là những đường mình thấy, mình nhìn thấy nó, mình sờ thấy nó, mình nắm thấy nó, hay nói là những đường mà nó có thật thì mình vẽ bằng nét liền đậm. Còn lại những đường nét liền mảnh, liền sóng, nét đứt, liền chấm gạch thì các bạn đọc thật kỹ nó ở trong đấy.
nghe nào, có nêu rõ rất rõ. Rồi về chữ và số. Về chữ và số, các bạn lưu ý này, về chữ và số như thầy đã nói ở đây, kiểu chữ tiêu chuẩn của người ta đặt ra, và kiểu chữ này thì mình không thể viết được nếu không có công cụ hỗ trợ. Nếu không có công cụ hỗ trợ thì các bạn lưu ý rằng, các bạn lưu ý rằng chữ và số ở đây thầy có chụp cái hình cái chữ viết lên để cho các bạn là mua nó về bạn viết theo nó, chứ mình viết bằng tay không có viết được đâu. Nó có cái chữ viết đó nha, nó có cái thước này và các bạn có thể mua về được, và các bạn sẽ viết theo trên cái thước đó, nó giống như là thước lỗ ấy, và bạn sẽ mạc theo cái đường lỗ đó thì sẽ ra kiểu chữ như thế này. Chúng ta lưu ý cái thước này thì nó hơi khó mua một chút, do đó mà chúng ta chú ý một chút nha. Hơi khó mua và chúng ta tìm đó, chúng ta tìm nó. Em không thấy rồi, không thấy rồi. Rồi các bạn chú ý một chút. Rồi. Không tiêu rồi, không thấy đâu đây. Được rồi, đang hình trắng rồi thầy. Rồi rồi, cái phần nó đang bị. Thấy luôn thầy ơi. Thấy lại chưa các em? Thấy rồi thầy. Thấy rồi thầy. Thấy lại chưa? Dạ rồi. Rồi, ok. Thì các em chú ý rằng cái phần chữ số như thế này nói là nó có cái thước nha. Thì các em chú ý là các em mua cho nó đúng. Đấy, và cái khổ chữ cho tờ giấy này nó có tiêu chuẩn là 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20 và 28 và 28 40, cái này nó có tiêu chuẩn hết nha. Các em khi mà các em ra mua cái thước kẻ đó thì nó đừng mua nó thước nó quá nhỏ, bởi vì quá nhỏ khi mà mình đưa cái ruột bút chì vào mình mạc theo ấy thì mình mạc không được. Thì tốt nhất là sau khi mình vẽ xong một bản vẽ, mình ra cái tiệm cầm đồ cái tiệm mua đồ ấy, các cái bách hóa đấy, thì mình chọn cái thước làm sao mình đặt trên cái tờ giấy là sao mà mình thử được, mình thử được thì mình hãy mua. Đừng mua nó lớn quá, lớn quá thì cái chiều cao của chữ nó thực sự nó vượt quá cái quy định, phải không nào? So với cái hình của mình thì nó sẽ không có đúng cho lắm. Rồi, đó là cái phần chữ và số. Còn cái phần số 6 là tỷ lệ, như thầy đã nói. Ở đây tỷ lệ nó là tỷ lệ của bản vẽ, và tỷ lệ là tỷ số giữa kích thước vẽ và kích thước thực của bản vẽ. Có nghĩa là gì? Đây là tỷ số giữa cái kích thước thực mà bạn đo được của chi tiết ở ngoài. Ví dụ bây giờ bạn muốn đưa một cái bàn hay một cái ghế vào trong tờ giấy A4, mà bạn thử hình dung xem cái bàn cái ghế đó nó lớn hơn gấp nhiều lần so với cái tờ giấy A4, để bạn làm cách nào mà bạn đưa vào được? Chỉ có một cách là giảm tỷ lệ nó xuống. Bạn giảm tỷ lệ bao nhiêu thì bạn phải căn cứ vào tỷ lệ, bạn phải đo thực tế cái kích thước của cái bàn đó hay của cái ghế đó mà ước lượng xem tỷ lệ nó thu lại là bao nhiêu để mình trình bày nó trong cái bản vẽ trên tờ giấy A4. Thấy chưa nào? Như vậy bản tỷ lệ, nhắc lại, nó là bản vẽ là tỷ số giữa kích thước vẽ và kích thước thực của bản vẽ. Chúng ta lưu ý nha. Rồi, nó có mấy những tỷ lệ. Nếu như tỷ lệ mà mình đề đó là 1:1 ấy thì mình hiểu đó là tỷ lệ nguyên hình, có nghĩa là tỷ lệ của cái đối tượng của cái vật thể ở phía bên ngoài so với cái kích thước bản vẽ trên của đấy là như nhau, là giống nhau, là bằng nhau, thì người ta gọi là tỷ lệ nguyên hình. Còn nếu tỷ lệ nó bị thay đổi, ví dụ như chữ x ở đầu, ví dụ chữ x đó có thể là 2, là 4, là 5, là 8, là 10, ví dụ như là 2:1 thì tỷ lệ nó phóng lên 2 lần, 4:1 thì kích thước nó phải phóng lên 4 lần. Còn chữ x nằm ở phía sau, ví dụ 1:2, 1:4 thì tỷ lệ tương ứng với giảm đi 2 lần và giảm đi 4 lần. Đấy. Đó thì người ta gọi là tỷ lệ thu nhỏ. Tuy nhiên một cái bạn cần nhớ, dù có phóng to hay thu nhỏ, nhưng đến cái phần bạn ghi kích thước nha, thì bạn phải ghi kích thước thật của chi tiết đó hay là của đối tượng đó. Có nghĩa là ở ngoài cái bàn đó có chiều dài là 1 mét thì tương ứng với 1000 mm đó. Thì bạn khi mà bạn đưa nó vào trong củ giấy, bạn chỉ giảm nó bằng 10 lần, đúng không? 10 lần. Nó như vậy bạn vẽ nó có 100 thôi, phải không nào? Nhưng mà khi bạn ghi vào trong đó, bạn lại ghi nó có 100 thì rõ ràng này bạn lại sai.
bạn phải ghi, mặc dù bạn vẽ kích thước là 100 nhưng bạn phải ghi kích thước nó là 1.000. Đấy, ghi đúng kích thước thật của nó nhé. Chứ chúng ta không ghi kích thước tăng giảm theo tỷ lệ. Nhớ cho thầy cái thằng này. Phải nhớ cực kỳ, phải nhớ tuyệt đối nhớ cái này nha, đó là tỷ lệ của bạn vẽ. Rồi, thì đó là cái phần 1.3 là cái phần mà tiêu chuẩn mà trình bày bản vẽ. Cho tôi lại tương tác một chút. Các bạn có theo dõi kịp không ạ? Kịp thế ơi. Chúng ta có hiểu bài không ạ? Hiểu hả? Không, các bạn cứ trả lời đi. Ở đây thì chúng ta đang giao tiếp với nhau qua online mà. Những bạn khác, hai bạn nữ. Được. Nghe có. Nghe thầy ơi. Rồi, hai bạn nữ có nghe kịp bài không? Nghe kịp. Rồi. Có thầy ơi. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì đó là cái phần thứ ba. Vừa rồi thì tôi mới trình bày xong cái ba phần. Thì cũng là cái nội dung các bạn sẽ phải làm, chính là tạo ra khung tên và khung bản vẽ. Nhớ nào. Rồi bây giờ đến giờ chúng ta đến cái phần mà phần ghi kích thước trên vị trí triệu này. Thì tất cả những cái phần kia phục vụ cho phần hình dáng của nó nha. Tất cả những cái phần phần 1.2 và phần 1.3 thì chúng ta phục vụ cho hình dáng, còn ở đây chúng ta phục vụ cho phần thứ hai là phần kích thước. Bởi vì trong cái bản vẽ thuật thì chúng ta có hai phần, một là ngôn ngữ, đúng không nào? Ngôn ngữ thể hiện cho hình dáng, đúng không nào? Còn chữ viết là thể hiện cho kích thước. Bây giờ chúng ta đến kích thước. Kích thước là cái quá trình, tại sao phải ghi kích thước? Kích thước là để chúng ta cho nó một cái giá trị để ta biết được rằng các cái giá trị ở trên đó là bao nhiêu. Ví dụ kích thước bao, chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu của hình nó là bao nhiêu thì chúng ta phải để nó ra. Rồi chi tiết nó có những đặc điểm gì, tâm của đường tròn đặc điểm gì, nằm ở đâu, báo nào. Rồi kích thước thì nó là một quá trình mà chúng ta ghi rõ cái thông tin của vật thể bằng cách sử dụng con số, bằng cách sử dụng ký hiệu và bằng cách sử dụng các kỳ ghi chú. Thì những thông tin được đưa ra để chúng ta phải đưa vào đó là kích thước và vị trí của chi tiết thì chúng ta biết rồi. Thứ hai là loại vật liệu thì chúng ta cũng học rồi và chúng ta cũng biết rồi. Và thứ ba là các thông số yêu cầu hoàn thiện bề mặt, quá trình sản xuất và dung sai kích thước. Riêng ở đây thì trong yêu cầu của môn này nó là môn cơ bản, là chúng ta chỉ cần biết được kích thước ha. Vật liệu thì chúng ta biết rồi và các thông số yêu cầu thì là những cái mà chúng ta cần thiết. Còn cái hoàn thiện bề mặt, quá trình sản xuất và dung sai kích thước thì chúng ta sẽ học qua môn dung sai và kỹ thuật đo, và chúng ta sẽ học qua cái môn về công nghệ gia công cơ khí để chúng ta bổ sung cho cái đấy. Đấy nào. Rồi, như vậy ở đây này, kích thước, các thành phần của kích thước thì nó có này. Thứ nhất là đường gióng, đường kích thước và đường dẫn. Còn chữ viết thì nó gồm có con số kích thước, có những cái ghi chú cho cái từng cái bộ phận. Chúng ta lưu ý nha, lưu ý cho cái từng bộ phận. Thì người ta có quy định rằng đường gióng, đường kích thước và đường dẫn thì chúng ta vẽ bằng bút chỉ HHB, tức là bút chỉ kim. Còn con số kích thước thì chúng ta vẽ bằng bút chỉ hoặc là ghi bằng bút chỉ 2B, tức là bút chỉ chúng ta vẽ bằng đường liền đậm. Chúng ta lưu ý nha. Như vậy thành phần của đường gióng gồm có đường gióng, thành phần của kích thước gồm có đường gióng, đường kích thước có chứa mũi tên, con số kích thước và các cái ghi chú. Rồi, như vậy đường gióng là gì? Đường gióng là đường xác định thành phần của vật thể khi chúng ta ghi, có nghĩa là xác định cái khoảng mà chúng ta định ghi kích thước từ đâu đến đâu. Ví dụ đây đấy là những khoảng cần ghi. Ví dụ như là từ đây cho đến đây là tôi xác định chiều dài của cái đối tượng, từ đây đến đây là tôi xác định cái khoảng cách từ mép này cho đến tâm của cái đối tượng tròn. Rồi trên này chúng ta cũng xác định khoảng cách từ đây cho đến đây, rồi khoảng cách từ đây đến đây để xác định cái khoảng cách tâm, rồi xác định khoảng cách góc. Thì cái này, tất cả những đường này được gọi là đường gióng, thì chúng ta vẽ bằng cái bút chỉ kim. Thứ hai, có đường gióng rồi thì tôi phải có một cái đường thứ hai được gọi là đường kích thước. Đường xác định đường kích thước là đường có chứa mũi tên, xác định hướng khoảng rộng của kích thước và dùng để ghi con số kích thước. Chúng ta lưu ý nha. Đây, đường kích thước có chứa mũi tên và đường này chúng ta cũng vẽ bằng bút chỉ kim. Nhưng mà trên đó là những con số thì chúng ta phải vẽ bằng bút chỉ
2B. Trên đó có chứa những con số. À, lưu ý. Được chưa nào? Như vậy nhìn vào đây thì chúng ta thấy những kích thước nào chúng ta chưa ghi nữa. Bán kính của cái cung tròn, đường kính của đường tròn chúng ta chưa ghi nữa. Thì cái đấy người ta gọi là đường dẫn. Đường dẫn. À, được chưa? Nó gọi là đường dẫn. Rồi, chúng ta lưu ý. Thì đó là ba cái thành phần của cái kích thước nha, chúng ta chú ý. Rồi, những cái quy ước chung này đối với đường dẫm này, đối với đường dẫm kích thước này, chúng ta chạm vào hình biểu diễn hoặc là chừa ra khoảng ở khoảng 1 mm từ hình biểu diễn đến cái điểm bắt đầu cho đường dẫm. Chúng ta thấy những cái đường gạch đây chúng ta chừa ra này, chừa ra cái khoảng ở. Và đường dẫm kích thước phải vẽ qua đường kích thước khoảng 3 mm. Thế nào? Rồi chúng ta hỏi này, rồi chúng ta vẽ này, những trường hợp này đó. Đây là khoảng này là khoảng 3 mm nha, khoảng này là khoảng 3 mm nha, 2 đến 3 mm. Ok, còn cái phần phía dưới chỗ này, này khoảng hở này thì khoảng 1 mm, thì chúng ta ở đây 3 mm thì chúng ta cái phần là phần thứ hai. À, đấy, và lỗi sai chúng ta hay gặp. Lỗi sai ở cái phần phía bên phải ấy, bạn thấy này, đường dẫm cách quá xa so với cái vị trí cần ghi, có nghĩa là nó chỉ có được kích thước đúng không, mà nó phải không giống ra đến giống như vậy. Còn lỗi thằng này lỗi do gì? Lỗi do khoảng cách 3 mm nó không chừa vào từ cái mép này trên xuống dưới đây, không chừa vào đây, thì đây chính là lỗi của nó, đây chính là lỗi của nó. Rồi thứ hai, không ngắt qua đường dẫm kích thước khi chúng cắt qua vật thể. Đấy, ví dụ như trong trường hợp ở đây chúng ta cần ghi chiều sâu của cái rãnh và khoảng cách từ cái phần mép ngoài cho đến tâm của cái lỗ này, chúng ta không được ngắt qua vị trí tiểu điểm này, lỗi thường gặp. À, rồi đây là cái lỗi thường gặp, là lỗi mà chúng ta ngắt qua nó, thì trường hợp chúng ta ngắt qua như thế này ấy, thì cái đường này nó không kéo đi đâu cả, thì trên này người ta không có một cái đặc điểm gì ở đây cả, mà chúng ta ngắt ở đây thì do rằng là chúng ta sai. Còn đường này tự nhiên chúng ta lại ngắt qua đường này thì vô tình thì người ta lại hiểu rằng đây là một đường nét khuất, mà đường nét khuất thì người ta lại hiểu rằng trong này còn một đối tượng bị che bởi, bị che khuất đi, thì như vậy dẫn đến người ta đọc sai chi tiết, thì đấy là điều chúng ta nên tránh. Cái thứ ba, đường kích thước không nên đặt quá gần nhau hoặc là quá gần hình biểu diễn. Quá gần hình biểu diễn. Đấy. Thì khoảng cách mà từ cái hình biểu diễn, từ cái đường bao của hình biểu diễn đến cái đường kích thước thì khoảng cách phải bằng ít nhất 2 lần chiều cao của chữ. Rồi, còn trong mỗi cái kích thước thì nó lại có nhiều, trong mỗi hình thì nó lại nhiều kích thước, chứ không phải là chỉ có một kích thước giống như hai hình này. Thì vậy thì khoảng cách nó bằng cái nào? Thì người ta cũng quy ước luôn, nếu như trong cái hình nó có nhiều kích thước mà ở trong hình thì cái khoảng cách nó xa nhau thì bằng ít nhất 1 lần chiều cao của chữ, như chúng ta thấy. Như chúng ta thấy. Được chưa nào? Như chúng ta thấy. Rồi, thứ hai nữa là con số kích thước. Con số kích thước thì chiều cao của con số kích thước thì nó thường là từ 2,5 cho đến 3, và đặt ở con số ở giữa và phía trên của đường kích thước khoảng 1 mm. Đặt ở giữa và phía trên của đường kích thước ở vị trí chỗ này, không? Đặt ở giữa. Đặt ở giữa, lỗi sai. Lỗi sai thứ nhất là đã đặt ở giữa, tuy nhiên lại thì chạm vào đường kích thước. Lỗi sai thứ hai, đã nằm phía trên tuy nhiên lại nằm lệch phía về phía một phiên một bên, thì đây chính là những lỗi sai của nó. Thấy chưa nào? Đây chính là những lỗi sai của nó. Rồi, đó là con số. Cái thứ ba, con số kích thước thì không đủ khoảng cách, khi không đủ khoảng cách để ghi con số và mũi tên thì có thể ghi ra ngoài đường dẫm kích thước. Ví dụ trong trường hợp này nó không đủ, nó không đủ thì chúng ta có thể ghi ra ngoài giống như vậy.
Đấy, tuyệt đối không được giảm cái chiều cao của chữ. Nếu giảm chữ, nếu giảm chiều cao của chữ là phải giảm toàn bộ trên bản vẽ. Còn tự nhiên một bản vẽ của mình, ví dụ kích thước đang là 5 thì mình giảm một, tự nhiên có một hai kích thước nó lại giảm xuống bằng 3 thì nó lại là vô lý và là không đúng. Rồi, không đủ khoảng cách cho mũi tên, ví dụ thì chúng ta có thể ghi mũi tên ra phía ngoài. À, hoặc rồi đây, đó là cách mà chúng ta có thể sửa chữa những cái mà chúng ta không ghi được kích thước. Rồi, và nhớ rằng này, con số kích thước và là phải theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo ISO. Nhớ rằng cái ở đây đấy, khi mà chúng ta vẽ bản vẽ kỹ thuật là chúng ta chỉ điền con số chứ chúng ta không điền chữ. Một số bạn sai lầm ở các lớp trước, ví dụ chiều dài là 11 thì bạn đề luôn là đóng mở ngoặc 11 mm, điều đấy là sai nha. Chúng ta đã quy định mặc định rằng chiều dài đơn vị của nó là mm, do đó chúng ta không ghi cái con số mm ở phía sau, chữ mm ở phía sau kích thước. Và đối với kích thước là độ thì chúng ta có thêm cái ký hiệu độ ở phía sau nha. Chúng ta chú ý và đọc kỹ cái thằng này cho thầy. Rồi, có những kiểu ghi kích thước này, nó có hai kiểu ghi kích thước trên vị trí chỗ này. Và ở đây tất cả chúng ta ghi theo kiểu số 1 cho thầy nha. Chúng ta không dùng cái kiểu số 2. Đấy, chúng ta dùng cái kiểu số 1 để chúng ta ghi. Tương tự cái thức tròn. Đấy, chúng ta cũng dùng cái kiểu số 1 để chúng ta ghi. Rồi, những tất cả những cái ghi chú này, đối với ghi chú này, để ghi các đường dẫn thì chúng ta đặt các ghi chú ở gần vật thể muốn ghi chú và đặt nó ở phía bên ngoài của hình biểu diễn. Và ghi chú thì luôn được viết theo chữ nằm ngang. Luôn được viết theo chữ nằm ngang. Và bạn chú ý những cái lỗi mà thường gặp, những lỗi thường gặp mà thầy có đề ở đây ra. Rồi, ghi kích thước góc thì dùng kích thước là cung tròn có tâm, là tâm của góc đó giống như ở vậy. Thì chúng ta nhìn thấy. Có nhiều bạn lấy con ba bạn quay, nhưng thực chất cái vị trí có những cái vị trí chúng ta quay con ba để ra một cái cung không đúng. À, đã dùng con ba xác định được tâm thì phải quay cho đúng, chứ chúng ta mà quay sai đấy chính là cái lỗi thường gặp, chính là bạn quay sai tâm. À, trường hợp bạn quay sai tâm thì cái cung tròn của nó sẽ giống như một cái mái vòm thì nó lại không đúng, lưu ý nha. Rồi, kích thước cung chúng ta dùng bán kính của cung tròn, dùng bán kính của cung tròn để biểu diễn, và chữ R được đặt trước con số kích thước của bán kính cung tròn. Rồi. 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 Hoặc ở đây. Rồi. Được chưa nào? Chữ R đối với cung. Chữ R đối với cung. Giờ biểu thị cho bán kính. Còn dùng cái con số kích thước và mũi tên chúng ta đặt ở bên trong chỗ vừa đủ, lưu ý này, đủ cho cái số mũi tên. À, đó là đủ. Đối với những cái đường tròn nó quá nhỏ mà chúng ta không đặt ở bên trong thì chúng ta có thể ghi nó bên ngoài. Đấy, thế nào? Còn không đủ cho số và mũi tên thì chúng ta chuyển cả số và cái mũi tên ra ngoài như chúng ta thấy ở đây. Được chưa? Đó là những cái chúng ta cần phải ghi nhớ. Rồi, đối với ghi kích thước góc đường dẫn thì chúng ta phải đi ngang qua tâm và nghiêng một góc 30 đến 60 độ so với đường tâm nằm ngang như chúng ta thấy. À, đấy. Và lỗi chúng ta thường gặp, đấy, đặt nằm ngang, ghi không đúng cung, ghi đúng cung nhưng mà quá sát, ghi theo kiểu thẳng đứng, ghi theo kiểu thẳng đứng, ghi theo kiểu thẳng đứng, ghi theo kiểu thẳng đứng.
như thằng thẳng đứng. À, đó là những cái lỗi mà thường thường gặp. Đấy, ghi không đúng góc, chỉ không đúng như nào, đấy là lỗi chúng ta thường gặp. Rồi, chúng ta sử dụng cái đường kích thước qua tâm mà được rút gọn khi mà tâm cung tròn ở phía ngoài tờ giấy hoặc là nằm ở phía hình biểu diễn khác. Ví dụ như trong trường hợp như này là cái cổ giấy A4 của mình mà cái cung tròn nó quá lớn, nó vượt khỏi ngoài cổ giấy, thì cho phép chúng ta thu cái cung tròn nó lại, rời tâm và thu nó lại như sau. Cách 1 thì chúng ta có thể rời lại như thế này, rời nó về. À, và cách 2 rời tâm nó. À, thì đó là hai cách mà chúng ta có thể khắc phục cái trường hợp là cái cung của nó vượt lớn khỏi cái tờ giấy A4 của mình hay là tờ giấy vẽ của mình. Rồi, ghi kích thước đối với vật thể là đường cong, ghi kích thước đường cong, ghi kích thước của bán kính và kích thước của vị trí tâm của cung tròn để chúng ta cùng chú ý, và một số lỗi thường gặp. À, sai ở vị trí của cái tiếp điểm. Rồi, và một cái nữa là chúng ta ghi theo cái phương pháp mà chúng ta đo. À, ghi theo phương pháp mà chúng ta đo. Ghi theo phương pháp mà chúng ta đo. À, cho tôi lại tương tác một chút ạ. Các bạn vẫn đang theo dõi kịp chưa? Dạ có thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta ghi kích thước của vật thể là chúng ta ghi đường kính và ghi theo chiều dài, ghi theo phương pháp đo. À, bởi vì ở chỗ này chúng ta chưa học cái phương pháp đo, nhưng một số bạn nhà mà làm cơ khí thì chúng ta cũng đã nhìn thấy đây chính là cái thước cặp để chúng ta đo đường kính, đo chiều sâu, đó nào, đo đường kính trong, đo đường kính ngoài, thì chúng ta dùng thước cặp chúng ta đo. Đấy, những cái phần này thì chúng ta có thể chúng ta đọc trực tiếp nó ở trong cái bài giảng hoặc đọc trong cái slide của thầy. Kích thước vị trí phải của cái trụ phải được ghi từ đường trục và ghi trên hình chiếu, và đường tròn không bị biến dạng. Chúng ta lưu ý nhé. Lưu ý. Đấy. Và đối với kích thước mà nó là hình tròn thì chúng ta có chữ phi ở đầu. À, khi mà mình có chữ phi ở đầu thì hiểu rằng đó là chi tiết dạng tròn, hình tròn. Chúng ta chú ý nha. Phi. Ví dụ như hai cái ở đây là phi 100, phi 70. Thì có những hình ấy, mình không thể hiện được cái đường tròn mình có một nửa như thế này không thôi, thì mình đề phi ở đây thì hiểu rằng đây là khi người ta làm, người ta đọc bản vẽ, người ta biết được cái này nó là hình tròn, nó là đường tròn, người ta ghi cái thước phi đúng như này thì đỡ hiểu nhầm. Còn nếu không có chữ phi thì ta hiểu rằng đó là đường thẳng, cái thước thẳng, là chú ý. Rồi, đo theo phương pháp ghi lỗ, kích thước lỗ, ghi theo đường kính và độ sâu, chúng ta chú ý. Ghi kích thước đường kính và độ sâu của lỗ, kích thước vị trí của lỗ phải được ghi từ đường trục và ghi trên cái hình chiếu đường tròn mà không bị biến dạng. Đấy, chú ý nhé. Rồi, và một cái số lỗi thường gặp thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, một số lỗi thường gặp chúng ta có nhìn thấy ở đây và phân tích từng lỗi đó. Thì nói luôn là ở trong cái bài tập của mình có những cái bài tập về tìm lỗi. Những cái bài tập về tìm lỗi thì chúng ta phải xác định đúng chính xác lỗi của nó là lỗi gì để chúng ta sửa. Rồi, như vậy kích thước của vật thể cần phải ghi rõ ràng, cần phải hoàn chỉnh để thuận tiện cho sản xuất và kiểm tra. Ở đây thì cái phần này nó liên quan đến cái phần gia công của sản phẩm đối với dân bên cơ khí. Rồi, ví dụ ở trong này kích thước vật thể được thiết kế thì để ghi này phải xác định rõ chiều rộng, chiều dài, chiều cao vật thể. Đây chính là ba kích thước bao của nó, đúng không? Đây là chính là kích thước bao hình của nó. Thứ hai, nếu bên trong có lỗ thì chúng ta phải xác định đường kính và độ sâu của lỗ. Và cái thứ ba là vị trí tâm lỗ nằm ở đâu. Đó là những cái mà chúng ta cần phải xác định rõ, cần phải xác định rõ nhé, cần phải xác định rõ. Rồi, ví dụ như trong thằng này cần phải đảm bảo khoảng cách tâm khi người ta khoan lỗ, ghi theo khoảng cách tâm. Thì cái này được gọi là ghi theo cái phương pháp gia công. Đó. Ghi theo phương pháp gia công. Rồi, khoảng cách từ tâm đến tâm. Tương tự. Đấy, con dao tôi chạy tôi gia công. Thì cái này dành cho bên cơ khí nha.
Nhưng mà chúng ta học về vẽ kỹ thuật thì chúng ta cũng phải hình dung cái này về khoảng cách tâm của nó mà. Đó nè. Rồi, khoảng cách từ tâm đến tâm. Rồi, ví dụ cho cái dạng then. Rồi. Rồi, thì đó là khoảng cách của dụng cụ gia công. Đấy. Rồi, và những cái điều lưu ý khi chúng ta ghi kích thước nha. Có 9 cái lưu ý ở trong cái bài giảng của thầy. Lưu ý thứ nhất là đường gióng kích thước và đường dẫn không nên cắt qua đường kích thước. Cái này nhắc lại thôi. Như những cái ở đây và những cái nên và không nên. Cái lưu ý thứ hai là đường gióng kích thước nên vẽ từ điểm gần nhất đối với vật thể. Đây là những cái nên và những cái không nên, thì chúng ta rất giỏi và sinh động ở đây. Cái thứ ba, đường gióng kích thước thì có thể cắt qua đường bao của vật thể mà không cần ngắt ra điểm ở điểm giao. À, chúng ta thấy nên mà không nên ở vị trí trên này ha, nên mà không nên. Cái thứ tư, không sử dụng đường bao của vật thể, đường trục và đường kích thước như là đường gióng kích thước, nên và không nên. Hãy đọc, hãy nhìn cho thật kỹ. Có 9 cái tất cả. À, đặt kích thước ở phía ngoài hình biểu diễn trừ trường hợp muốn vẽ ở trên trở nên nó rõ ràng hơn. Tóm lại là chúng ta không nên ghi kích thước ở phía trong của chi tiết mà nên ghi hẳn nó ra ở phía ngoài nha. Không nên ghi kích thước ở phía trong chi tiết, chú ý là như vậy. Tránh ghi kích thước vào nét khuất, được chưa? Đây là những một trong những cái lỗi mà mình sẽ phải phát hiện trong cái bài tập của mình nha, bài phát hiện của mình là không ghi kích thước trên đường khuất. Bởi vì tại sao? Đường khuất là những đường ẩn ở phía bên trong, chúng ta không nhìn thấy nó, do đó chúng ta không ghi nó, được chưa nào? À. Rồi, cái số 7 là ghi kích thước trên hình biểu diễn mà sao cho hình dạng và đặc điểm của vật thể trở nên rõ ràng hơn. À, những cái nên, những cái không nên chúng ta xem ở trên cái bài giảng của thầy. Và cái số 8 là các kích thước nên được vẽ trên cùng một hàng và được nhóm vào với nhau, thì cái này người ta gọi là chuỗi kích thước nha. Trong cái môn dung sai để các em sẽ học về chuỗi kích thước này và các em giải chuỗi này. Và cái số 9 chính là cái không kích thước ghi lại nhắc lại. Thì đó chính là 9 cái lưu ý mà chúng ta cần cho cái phần đầu tiên. Thì đây cũng chính là cái slide cuối cùng ở trong cái bài giảng của thầy. Xin cho tôi một cái tương tác là các bạn theo kịp chưa? Kịp anh. Kịp rồi. Kịp rồi. Rồi, thì đó là những cái nội dung mà cái phần đầu tiên thì chúng ta vừa trải